Hầu hết thì các dòng xe đều tăng khuyến mãi, đặc biệt hơn hết là hai dòng Honda CRV và HRV là hai dòng có chương trình khuyến mãi khủng nhất từ trước đến giờ, lên tới hàng trăm triệu. Xin chào mọi người, thì ngày hôm nay mình làm một clip ngắn. Clip này chỉ để thông báo thông tin đến cho cả nhà mình về chương trình khuyến mãi mà mình vừa mới cập nhật được từ ban giám đốc của đại lý Honda ô tô Phúc Thành. Hầu hết thì các dòng xe đều tăng khuyến mãi, đặc biệt hơn hết là hai dòng Honda CRV và HRV là hai dòng có chương trình khuyến mãi khủng nhất từ trước đến giờ, lên tới hàng trăm triệu. Thì quý anh chị em nào đang có nhu cầu mà muốn mua xe trong tháng này thì mình nghĩ đây là thời điểm hợp lý để mình rước một trong hai dòng đó về với một mức giá rẻ không tưởng. Thì quyền quyết định là anh chị. Và mọi người nếu để biết rõ hơn về chương trình khuyến mãi là tặng gì, có những cái phụ kiện gì, thì xin mọi người hãy vui lòng tới showroom gặp trực tiếp Tín hoặc là các bạn nhóm kinh doanh khu vực 4 để mình cùng trao đổi, để đạt được một cái gọi là cái mức giá mà tốt nhất cho mọi người. Thì ngoài ra thì mình cũng có thể liên hệ ngay vào số hotline là 0933 509191, gặp Tín và nhóm kinh doanh khu vực 4 để được hỗ trợ. Mọi người cứ hãy nên nhớ đó là khuyến mãi của CRV và HRV là hot nhất từ trước đến giờ, lên tới hàng trăm triệu đồng, nhanh chân còn kịp. Thì để trước khi mà quyết định mua xe thì chúng ta cùng điểm lại một số ưu điểm trên HRV và CRV. Mọi người theo mình. Mọi người có thể thấy chiếc HRV khi bề ngoài mình nhìn vô trông rất là thể thao và sang. Đó là cái ưu điểm đầu tiên là ngoại hình đẹp. Kế đến là xe này được trang bị hệ thống đèn full LED kèm theo màn ca lăng có mạ chrome sáng bóng, trông rất là sang trọng và cao cấp. Phía bên hông xe này được dập gân nổi, trông rất là khỏe khoắn, liền mạch, tăng độ cứng vững cho chiếc xe. Rồi, mọi người có thể thấy phần nội thất của chiếc xe khá là rộng rãi. Trên xe thì được trang bị nhiều tính năng quan trọng hỗ trợ cho người lái như là phanh tay điện tử nè, hệ thống cân bằng điện tử, rồi hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động, rồi có nhiều tính năng an toàn khác được lắp đặt trên xe này, rất là cao cấp và hiện đại. Xe này thì được trang bị động cơ 1.8 hút khí tự nhiên theo công nghệ Upstream của Honda, kết hợp với hộp số vô cấp CVT cho công suất cực đại lên tới 141 mã lực và tiết kiệm nhiên liệu này, và thân thiện với môi trường nữa. Thì còn trần chờ gì nữa khi mà còn phải đắn đo mua một chiếc xe tuyệt vời như thế này. Rồi, chiếc CRV này khi mình nhìn vô mình thấy ngoại hình nó rất là đẹp, rất là hầm hố, thể thao và hợp thời. Mọi người có thể thấy CRV được trang bị bộ đèn LED. Kế đến là mặt ga lăng được mạ chrome sáng bóng, tôn lên phần sang trọng và cao cấp cho chiếc xe. Mọi người có thể thấy phần bên hông xe trông khá là cứng cáp. Đó. Gầm cao nha mọi người. Về phần nội thất xe thì ghế được trang bị da cao cấp nhập khẩu Thái Lan 100%. Nội thất khá là rộng rãi, mọi người có thể thấy. Và có rất nhiều tính năng an toàn được trang bị trên CRV, cảnh báo chống buồn ngủ nè, rồi cân bằng điện tử nè,
hỗ trợ đánh lái chủ động này, gạt mưa tự động, rồi nói chung là rất nhiều tính năng an toàn và hiện đại đều được trang bị trên dòng CR-V này. Thì một chiếc xe tuyệt vời như vậy thì ngại gì mà mình không lựa chọn nó. Và ưu điểm lớn nữa của dòng xe CR-V này là động cơ được trang bị là 1.5 turbo tăng áp kết hợp với hộp số vô cấp CVT theo công nghệ Extreme của Honda, thì là vô cùng là tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường. Thì động cơ này kết hợp với hộp số này thì sẽ sản sinh ra công suất là 188 mã lực, rất là mạnh. Thì một chiếc xe tuyệt vời như vậy thì mình ngại gì mà không lựa chọn. Trong khi đó thì khuyến mãi của nó đang nằm ở hàng khủng, lên tới 100 triệu, xin nhắc lại là 100 triệu. Thì để biết thêm chi tiết hay là muốn được cụ thể hơn thì mọi người có thể gọi vào số 0933 509191 gặp Tín hoặc là các bạn khu vực 4 của đại lý Honda Auto Phước Thành. Xin chào và hẹn gặp lại.